Hôm nay, chúng ta sẽ nói về trường hợp bé bị bỏng bô xe máy. Ngay lập tức, chúng ta cần phải làm mát ra vùng bỏng bằng cách đặt vết bỏng dưới vòi nước hoặc dội nhiều nước sạch lên vùng da bị bỏng trong khoảng 15 đến 30 phút. Nếu có sẵn thuốc đặc trị bôi bỏng ở nhà, chúng ta có thể bôi lên vùng da bị bỏng của bé để cho vết thương mau lành hơn. Sau đó, băng lại bằng gạc sạch. Lưu ý, chúng ta nên thoa thuốc bôi vào bông băng trước khi băng. Điều này sẽ làm giúp cho bé đỡ đau hơn. Sau 24 giờ, chúng ta sẽ thay băng hàng ngày, rửa sạch vết bỏng bằng nước muối sinh lý, dung dịch sát khuẩn. Sau đó sẽ thoa thuốc lên vùng da bị bỏng và băng lại bằng gạc sạch. Lưu ý, các bậc phụ huynh không nên chọc vỡ các bóng nước hoặc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc, vì điều này sẽ làm chậm lành vết thương và có nguy cơ gây nhiễm trùng thêm cho trẻ. Chúng ta cần phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu trong quá trình chăm sóc tại nhà có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng như vết thương vùng bỏng bị đỏ lên hoặc mất màu ở vùng da bình thường xung quanh vết bỏng có mùi hôi hoặc bé đau nhiều, vùng vết bỏng bị sưng nhiều, bé sốt hoặc kèm theo ớn lạnh. Hoặc nếu bé bị bỏng từ độ 3 trở lên thì các mẹ tốt nhất nên đưa bé đến các cơ sở y tế để có thể được chăm sóc những ngày đầu tiên. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau với vết thương bỏng ở mắt do hóa chất nhé.